Hãy cùng theo dõi và cập nhật những thông tin kiến thức về làm đẹp, xu hướng thời trang, mỹ phẩm mới mỗi ngày tại Shop Khởi Nghiệp. Đăng ký ngay kênh để xem clip thú vị mỗi ngày. Mắt mẹ bỉm sữa, những cách chăm sóc da sau sinh. Phụ nữ mang thai, do sự thay đổi của các hormone cộng với việc không sử dụng các loại mỹ phẩm để chăm sóc nhằm tránh ảnh hưởng đến thai nhi, dẫn đến làn da của mẹ thường bị sạm, đen và khô đi, da không còn được trắng mịn như trước nữa. Vì thế, một làn da trắng đẹp, hoàn hảo sau khi sinh bé là mơ ước của rất nhiều sản phụ. Vậy làm như thế nào để dưỡng da mặt sau sinh? Vì sao kết cấu da thay đổi sau khi sinh? Những thay đổi trên da sau khi sinh em bé có thể khiến nhiều chị em khó lòng chấp nhận, đặc biệt là nếu làn da ấy vốn dĩ rất căng bóng, mịn màng trong lúc mang thai. Mụn trứng cá, vết rạn da, nám và da đổi tông màu là những rắc rối phổ biến mà bạn có thể gặp phải trong thời kỳ hậu sản. Nguyên nhân đến từ sự căng thẳng, mệt mỏi cũng như nồng độ nội tiết tố thay đổi sau khi sinh con. Thế nhưng, tất cả điều này có thể trở thành quá khứ nếu bạn dành một chút thời gian quan tâm đến việc chăm sóc và tuân theo chế độ ăn uống hợp lý. 3 nguyên tắc chăm sóc da sau sinh cần nhớ. Có những nguyên tắc chăm sóc da đã là bất di bất dịch. Dù có hiện đại hóa thế nào, mỹ phẩm thay đổi ra sao thì vẫn là thứ cốt lõi sau cùng được giữ lại. Nắm rõ vấn đề của da. Trong suốt thời gian mang thai và vượt cạn, những thay đổi về nội tiết tố sẽ ảnh hưởng nhất định đến làn da. Có thể là việc dị ứng mẩn đỏ, vết rạn da không mờ hay sần, nứt. Chính lượng estrogen và progesterone không chịu giảm sút sau khi sinh là nguyên nhân hàng đầu. Kèm theo đó, stress vì mất ngủ sau sinh cũng làm tình trạng da càng tệ hơn. Luôn luôn làm sạch da. Trong quá trình chăm con, giấc ngủ các mẹ thường không được kéo dài. Có lúc phải thức xuyên đêm và điều này có thể dẫn đến hiện tượng mất nước, nổi mụn hoặc tăng sắc tố trên da. Sử dụng các loại sữa rửa mặt chiết xuất từ thiên nhiên như nha đam hay hoa cúc là ổn. Dĩ nhiên, nếu thêm serum hay dưỡng ẩm có vitamin E và C sẽ tăng cường sức khỏe cho da. Cần lưu ý tránh các sản phẩm có hydrocodone để không gây ảnh hưởng đến bé khi cho con bú. Dưỡng ẩm thần kỳ. Dưỡng ẩm đúng cách sẽ giúp mẹ sớm lấy lại làn da mịn màng, căng mọng như thời con gái. Sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm hàng ngày mỗi khi làm sạch da và mỗi tuần sau khi tẩy da chết. 7 cách chăm sóc da mặt sau sinh dành cho phụ nữ. Đối với làn da phụ nữ, đặc biệt là da mặt, cần có những chú ý chăm sóc đặc biệt. Để chăm sóc da mặt sau sinh, mẹ có thể áp dụng một số phương pháp chăm sóc sau đây. Chăm sóc da sau khi sinh bằng cách xông hơi. Từ lâu, xông hơi luôn được xem là cách chăm sóc da đơn giản, dễ làm nhất để giúp thu nhỏ lỗ chân lông trên da, giúp da trở nên thông thoáng hơn và loại bỏ bã nhờn. Ngoài ra, hơi nóng trong lúc xông hơi cũng giúp làm giãn nở mạch máu, tăng cường tuần hoàn và độ ẩm cho làn da. Sau khi xông hơi, việc hấp thu các dưỡng chất trên da cũng sẽ dễ hơn và thẩm thấu sâu hơn. Chăm sóc da sau sinh bằng sữa mẹ. Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng quý giá cho bé mà còn là mỹ phẩm dưỡng da tự nhiên, vừa an toàn vừa hiệu quả. Trong sữa mẹ có đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết để da được nuôi dưỡng, trắng đẹp mịn màng. Do đó, mẹ có thể tận dụng nguồn mỹ phẩm có sẵn này để chăm sóc da mặt sau sinh như sau. Vắt khoảng 3 muỗng cà phê sữa ra chén. Dùng miếng bông gòn thấm và thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng. Để khô 5 phút rồi tiếp tục thấm sữa và thoa lên da. Thực hiện 3 lần, tới lần thứ 3 để khô trong 15 phút và rửa lại bằng nước sạch. Chăm sóc da sau sinh bằng cách đắp mặt nạ tự nhiên. Đây là bước chăm sóc da sau sinh giúp phụ nữ có thể dưỡng da từ sâu bên trong, giúp làn da trở nên tươi tắn, hồng hào hơn. Các mẹ có thể sử dụng những nguyên liệu quen thuộc nhưng lại là thần dược trong làm đẹp như chăm sóc da sau sinh bằng nghệ. Nghệ là một trong những nguyên liệu chăm sóc da lành tính, giá rẻ và cách làm cũng rất đơn giản. Mặt nạ nghệ nên ưu tiên chọn nghệ tươi hoặc bột nghệ nguyên chất, trộn mật ong, lòng đỏ trứng gà hoặc với nước cốt chanh sẽ giúp da trắng mịn, hồng hào. Để giảm bớt màu vàng của nghệ lưu trên da, mẹ có thể dùng sữa tươi chua thoa lên da, sau đó rửa lại với nước. Dưỡng da bằng cám gạo.
Để giảm lượng sắc tố melanin và hạn chế các vết thâm nám trên da, mẹ có thể sử dụng cám gạo trộn với lòng trắng trứng hoặc lòng đỏ và mật ong. Đây được coi là cách chăm sóc da mặt sau sinh tuyệt vời vì có thể giúp mẹ có được làn da khô ráo, sạch mụn. Lưu ý, không nên tự chế mặt nạ theo lời mách bảo, mà khi muốn chế mặt nạ, các mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên gia để có công thức cụ thể tương ứng cho mỗi loại mặt nạ và từng loại da. Các biện pháp chăm sóc da sau sinh được đề cập vừa rồi có thể không mang lại cho bạn kết quả tức thì, nên bạn đừng quá nôn nóng. Ngoài ra, chu trình dưỡng da kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi nhiều sẽ giúp bạn khắc phục hầu hết những vấn đề sau khi mang thai mà không gặp quá nhiều rắc rối. Cuối cùng, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc của bạn trong vai trò làm mẹ, nhưng đừng quên yêu thương, chăm chút cho chính bản thân mình. Bật mí bí mật trị mụn dưỡng da của các sao. Detox Blend, thương hiệu mỹ phẩm top 1 Việt Nam, sản phẩm đang làm đảo điên cộng đồng Eva và thế giới showbiz. Trên 80.000 khách hàng sử dụng mỗi ngày, gồm diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, diễn viên Thanh Hương, Băng Di, Tưởng Vi, Hoàng Mai Anh, Quỳnh Cun, Angela Phương Trinh, Lê Khánh. Được review và đánh giá rất cao trong cộng đồng làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện cao cấp cũng như các diễn đàn phụ nữ, cộng đồng Eva, mẹ và bé, web trẻ thơ. Làm đẹp không khó, quan trọng là phải biết làm đẹp đúng cách. Cảnh báo, sản phẩm quá hot nên bị làm giả rất nhiều. Để mua Detox Blend chính hãng, hãy đến shop khởi nghiệp. Địa chỉ 40/23 Bao Cát 2, phường 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi đặc biệt, mua một combo tặng một sữa rửa mặt free ship toàn quốc chỉ trong tháng này. Nhận hàng, check tên điện tử và mã QR hóa đơn bán hàng thoải mái trước khi trả tiền. Gọi ngay số điện thoại 0902 441 339, 0962 69 6939 hoặc truy cập website www.shopkhoinghiep.com để được tư vấn và mua hàng chính hãng.